Ca Nam Mô A Di Đà Phật. Ca Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi hạ thấp thấp xuống nha. Cho nó nhẹ bớt rồi cái mình để thấp thấp xuống. Hai tay kịp lên kìa. Ôi nó hết trơn rồi. Đây chính là cái căn phòng ngày trước mà thầy trụ trì, thầy đã từng ở. Nhưng mà bây giờ thì cả nhà cũng thấy là nó đã xé hoàn toàn cái bức vách này, nó rời ra ngoài luôn rồi. Mưa gió thì rất là tạt, và đặc biệt là những cái cột kẹo này nó sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Nếu như là mưa to gió lớn, bức vách ở bên hông này là bị xé ra rồi. Nhìn thì rất là nguy hiểm. Ở bên kia thì nước một mảng rất là to. Đó là 66.945.000. Dạ. Còn đây là toàn bộ tịnh tài mà quý mạnh thường quân con đã soạn sẵn ra. Dạ, thì giờ con xin được đại diện con trao gửi cho nhà chùa mình, có thể là tu sửa là được phần nào đó hả thầy? Mô Phật. Dạ, mô Phật. Không biết gì, biết tỉ. Dạ. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay Nhân vẫn còn đang trong cái kỳ nghỉ Tết ở quê hương Bến Tre của Nhân. Và hôm nay thì cũng đủ một cái duyên, trong những ngày cuối cùng còn lại ở quê hương của mình thì Nhân sẽ đến để viếng thăm ngôi chùa Long Viên, một ngôi chùa cổ đã bị xuống cấp rất là nhiều, để trao duyên toàn bộ sự ủng hộ tịnh tài của quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa đã gửi cho chùa trong thời gian vừa qua, để ủng hộ vào việc trùng tu xây dựng lại ngôi tam bảo ở nơi đó cho thầy Thích Giác Ngọc. Thì hôm nay cũng đủ một cái duyên, cho nên là trước khi Nhân đến chùa thì Nhân có tổ chức một buổi phóng sanh và thỉnh thầy Thích Giác Ngọc cùng với thầy Thích Sương Thanh ở chùa Long Viên cũng đến đây để chú nguyện cho những chú cá và sẽ phóng sinh xuống dưới dòng sông Bến Tre này. Bây giờ thì Nhân có nhờ anh Hiếu là một người bạn của Nhân ở Bến Tre thì đã đi cứu được một cái số lượng cá ở ngoài chợ. Mấy hôm nay thì chợ nghỉ Tết cũng không có bán nhiều, thì mình ra mình tùy duyên mình gặp được bao nhiêu thì mình sẽ cứu bấy nhiêu. Thì bây giờ thì cá cũng vừa chở tới rồi, Nhân cũng không rõ thì anh đã cứu được những con cá gì, bởi vì mình tùy duyên mà. Những chú cá sắp bị làm thịt đó thì mình gặp mình mua thôi. Bây giờ thì sẽ lên cái chiếc ghe này và ra sông Hàm luôn hả anh? Đúng rồi, ra đầu Hàm luôn. Dạ. Ra đầu vàm của sông Hàm luôn để thả những cái chú cá này xuống. Rồi em kiếm cho đưa xuống đi. Trời ơi, cũng được. Rồi kê lên đây đi cái. Kê lên đây đi cái rồi. Không thấy nha. Rồi dạ. Rồi anh kê lên đó đi rồi. Rồi hết rồi phải không? Rồi lên luôn. Rồi, lên ghe. Giới hương thì nên giữ huệ hương dài, xót và xót tri kiến hương quang minh dân đài, biến pháp giới hương cúng dường thập phương Phật Nam Mô, cúng dường thập phương Pháp Nam Mô, cúng dường thập phương hiền thánh tăng Phật đài chứng minh. Thằng sáng cấm lên đi kìa. Dương cấm lên đi. Dương chi thành thấy biển sai tam thiền thánh không bác đức lại nhãn thiên diệt tội thiếu khen hòa diễm hoa hồng liên. Nam mô thân lương địa bồ tát. Nam mô thân lương địa bồ tát. Nam mô Nam bà lô hê lô ca đê ca đa đê ye di ma bồ đề sát đó bà tát bà ma ra ra ma hê ma hê di đà dừng cú rô rô yết mong đồ rô 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 phật xà gia đế ma phật xà Nam mô a di đà phật ca Nam mô a di đà phật Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã phát tâm phóng sanh hồi hướng công đức. Quỹ phóng sanh cũ còn lại 800.000, có một mạnh thường quân giấu tên, phát tâm 500.000, Trần Thị Kiều Trang 200.000, chị B 500.000, cô Huỳnh Ngọc Lãng 1 triệu, Minh Tiến 300.000, mạnh thường quân giấu tên 200.000.
Lê Thu Hằng 200.000, Mạnh Thuân giấu tên 1 triệu. Xin được hồi hướng công đức này về cho quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân và gia đình bình an, dồi dào sức khỏe. Mình thả ở chỗ nào cho tiện nhất ta? Ở đầu hay là cái mũi? Cái này luôn ha. Đây dạ. Lấy đồ để lại. Ôi trời. Sợ ở đây nó cao quá. Thả luôn đi anh Nhật. Ôi trời ơi. Cái lóc rồi. Mừng quá, chưa gì hết. Bên hông này luôn hả? Bác sĩ thở đi con. Sao mỗi người chạm tay vô? Nè rồi con ấy con cá con lười con cá con thảy ra được rồi. Cái tay rồi. Hơi cao quá ha. Cao quá. Này đây, con lấy tay con lùi lùi đây. Cao quá chắc cây khúc sao hạ xuống đi ba Nhật. Không sao đâu, con cái lóc nó khỏe. Rồi đây, rồi hạ thấp thấp xuống nha. Cho nó nhẹ bớt rồi cái mình để thấp thấp xuống. Rồi tiếp theo đi con, đi dằn nước vô. Rồi nè, mấy con thả lại đây nè. Rồi, tạm biệt, từ từ nha. Từ từ. Từ từ chứ để nó xuống nó lấy nước. Ồ, nó còn mạnh. Còn mạnh lắm, tại vì không đủ chỗ để... Tại chiếc ghe hơi cao ha. Rồi rồi, mình hạ cái thao xuống đi. Cố gắng hạ xuống chứ để rút nước. Rồi, hai tay kịp lên kìa. Nhìn cái sao cái mũi chắc nó đẹp quá. Rồi, hai cái thao kia nó quá nặng. Ở đây thấp rồi. Rồi. Chút nó quen nước đã lặn hả? Rồi. Sau buổi phóng sanh thì Nhân cùng với quý thầy và quý Phật tử cũng đang quay trở lại ngôi chùa Long Viên ở ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Và hôm nay Nhân đến đây thì thấy là nhà chùa cũng không có gì thay đổi. Như Nhân đã có chia sẻ trong video trước thì đây là một ngôi chùa cổ đã có tuổi đời là lên đến 70 năm hơn rồi. Và đây là do thầy trụ trì Thích Giác Ngọc đã cho sơn lại. Chỉ sơn được cái mặt ngoài cho nó khang trang hơn thôi, chứ thực sự thì ở bên trong là đã xé vách, đã bị dột rất là nhiều rồi. Bởi vì với một cái tuổi đời 70 năm thì cả nhà cũng biết là nó rất là xuống cấp rồi. Và ở phía bên này vẫn y nguyên như vậy. Đây là một cái bức vách mà bị xé của nhà chùa. Cả nhà có thấy là nó bị rời ra luôn không? Đó, rất là nguy hiểm. Nó rời ra như vậy thì mưa gió bão bùng nó sẽ thấm vào, tạt vào và nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Còn ở phía ngoài sau đó thì lần trước Nhân đến Nhân thấy có cả chuột bò ở ngoài sau nữa. Nó làm ổ ở ngoài cái công trình mà chưa xây dựng xong ở ngoài sau á. Rồi thầy nói có cả rắn nữa. Và năm nay thì thầy trụ trì Thích Giác Ngọc cũng đã 80 tuổi rồi. Và thực sự thì thầy trò chuyện á, cả nhà sẽ nghe là có nhiều đoạn rất là khó nghe. Với lại là thầy nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng mà thực sự hôm nay quay trở lại đây thấy sức khỏe của thầy vẫn tốt như vậy á, là rất là mừng rồi. Bây giờ thì Nhân sẽ vào bên trong chia sẻ cho cả nhà một vài cảnh chùa đang bị xuống cấp ở bên trong. Cũng như là nhờ thầy Thích Giác Ngọc và thầy đệ tử là Thích Xuân Thanh sẽ chia sẻ kỹ hơn về tình cảnh của chùa trong mùa dịch vừa qua nha cả nhà. Thì hôm nay Nhân đến đây, thầy trụ trì là thầy Thích Giác Ngọc. Năm nay là thầy 80 tuổi. Dạ 80 rồi hả thầy?
Dạ, hồi lần trước khoảng chắc khoảng một năm á. Một năm trước con quay lại con đến đây á thì. Dạ đúng rồi, cũng gần năm. À, lần trước con đến đây á thì con cũng biết tình cảnh của chùa mình, tức là cũng là một ngôi chùa 70 năm rồi hả thầy? Dạ. Cũng một ngôi chùa cổ rồi. Thầy như vậy là thầy đến đây là đã lâu chưa thầy? Thầy về tu ở chùa mình. Về tu ở chùa này. Rồi 2012 qua 2013 thì đi học. Đi học qua năm 2017 thì trở về đây. Nhưng mà ở nhà trường Viên Minh đó, người ta kêu ở lại để phục vụ thời gian được gần 3 năm. 3 năm. Rồi sau đó trở về với sư phụ đây. Thì hôm nay con cũng muốn chia sẻ lại cho mọi người về cái cảnh chùa nơi này. Ở trong suốt nhiều tháng dịch bệnh vừa qua thì con được biết là rất là nhiều khó khăn ở vùng này và cũng như là ở ngôi chùa của mình. Cho nên là dạ, Phật tử cũng không đến viếng thăm, rồi chùa cũng gặp nhiều khó khăn không thể sửa chữa được. Người ta không cho đi nữa, người ta cấm chùa không có cần tiếp, mình đóng cửa mình cúng hàng. Dạ đúng rồi, là giãn cách xã hội. Em tới đi làm tháng 10, tháng 7 mình cũng đâu cúng, có lợi có bao người. Hồi đầu mình đông mà con quay đó là lúc phải như cứ đến. Lúc làm đó xong rồi tự cái bệnh tới nay là ấy, một là gặp tháng 7 rồi tháng 10 hôm rồi đâu có ai có 4 người, cũng sẽ bó sự có 4 người giờ hiện giờ. Con tới này hơi đông đông rồi họ được xả xả mới đi đó, không có đi thì người làm mới nay. Thì hôm nay con cũng chia sẻ lại những cái cảnh chùa ở nơi này cho mọi người được thấy á. Thì như cái bên này á là cái bức vách là nó đã bị xé ra đúng không thầy? Dạ. Dạ, bức vách ở bên hông này là bị xé ra rồi. À, nhìn thì rất là nguy hiểm. À, chánh điện thì khi nãy con thấy là ở trong cũng được dọn dẹp khá là sạch sẽ. Nhưng mà cái lầu trên chút đó chứ nó cũng hư hao rồi, làm sơn phết lại, lúc còn con lại thì không có xa này còn ấy. Mới sơn lại sơn cái dần còn được, còn số này thì không có sơn lại cái này. Dạ. Trước mà lại đi thì mới sơn lại năm rồi thì cho nó quét lại sơn mới. Tức là sơn thì nhìn mới vậy thôi chứ thực ra là nếu như nhìn kỹ thì mình thấy là cũng xé vách hết rồi. Ở bên kia thì nước một mảng rất là to. Mình phải tu bổ lại. Dạ. Dột thấm rất là nhiều. Dạ. Đặc biệt là cái căn phòng này. Hồi đó ở đây phải về đâu chứ mà ở cặp cái gì nữa. Đúng là không được về ở đây thì nó xé đó luôn. Và như Nhân có chia sẻ trong video trước thì đây chính là cái căn phòng ngày trước mà thầy trụ trì, thầy đã từng ở. Nhưng mà bây giờ thì cả nhà cũng thấy là nó đã xé hoàn toàn cái bức vách này, nó rời ra ngoài luôn rồi. À, mưa gió thì rất là tạt và đặc biệt là những cái cột kẹo này nó sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Nếu như là mưa to gió lớn, đó, giờ nó xé rời ra như vậy luôn rồi. Cho nên là thầy sẽ không ở đây nữa mà thầy buộc phải dời qua phía bên này. Dạ. À, những cái đây. Những cái cây đà ở trên nó là nó rời ra hết rồi. Nó xé rồi ra hết rồi. Làm đó là sau này làm mấy thầy làm nó vô thì nó dựa dựa để trên máng đó rồi cái nó giạt ra nó mới sụp đó. Mấy em sợ làm không có cấu vô cái máng được. Thầy nó nối từ từ đâu làm được. Bây giờ mấy chùa phải cắt hết vậy. Mấy chùa nó thì cắt được luôn. Còn thầy cắt hồi đó bằng đầu cục cây xong mới làm lên khúc vậy rồi mới xong cắt cái chính điện này thầy cũng nối nối. Tiền ở quê không có rồi được ví dụ như tu bổ nhiêu mấy triệu hay năm ba cái mướn thợ làm chút chút để nó nói với nó không có dụng khoan cấu vô mấy này cầu cũ mình xây cái nó để gì kế vô nó đâu có cái đâu. Dạ dạ. Cầu tròn nó đổ cái mấy thợ này xây cũng dựa như vậy cái nó được còn mà kia mấy cột mình đổ cái hàng ngoài này là cột đổ rời dựng lên nó làm vậy cái gì nó ra luôn đâu có cấu kẹo đây. Dạ. Rác lên chút vậy đó cái đi dịch ra hồi nào có sắt dính vô trong thì nó lẽ là ta cấu vô cái cột kia. Và ở phía ngoài phía sau của mái chùa thì cũng đã nứt hết rồi. Gần đây cái chỗ này thì có lẽ là mọi người sẽ nhìn thấy dễ nhất nữa nè. Xé ở bên bức trong cây ở bên đó, chỗ cái cây nối dạ. Dạ. Nối thì đó đây là thì nối tưởng nó cấu vô nó cấu sắt.
là cái trước xây vô đó đó là mấy căn đó trước rồi này. Sao nói cái gì gọi vô cái xây luôn hình như nó không có cái chịu sắt. Ôi nứt hết trơn rồi. Thì này đâu dám ở đây chứ phải bà chứ đâu có ở đâu đây. Dạ. Chứ ngủ mấy chỗ đâu được mình nằm chứ đâu ở đó. Mấy dạ. Này nứt sập mà cái này xảy về mới dở trong giấc thì bỏ. Rồi nó xây qua luôn mình nó đâu có làm cái đại gì đâu. Đi đến đâu cũng thấy những cái vết nước hết á. Đây không có cái đà, chạy lên đây, đây cũng ra đây mình thằng chừa cửa này xuống đây nhà bếp. Thì ở phía này là nhà kho của chùa, này là ở phía sau rồi. Và vòng qua phía bên này thì có một số cái gian phòng được xây dựng nhưng mà cũng chưa có hoàn thiện gì hết. Và ở phía sau này còn rất là sập sệ hả thầy. Dạ. Lần trước con đến thậm chí con thấy chuột á nó bò ngoài sau này nè, rồi rắn nữa. Thì đang còn cái cát rồi nó cát chỗ cái cục tiêu cái đó là tính có xây lại khác về lại dạ. Bỏ cái căn nó đâu có làm xây được ra cái phòng đó nhưng mà sao mình cái hồi trước rồi bỏ xây thì giá được kia thì giá đó dạ. Đây thì bây giờ thì cũng tối rồi. Dạ dạ. Tức là rất là chấp vá. Hàng năm mình cứ làm từ từ. Dạ. Đủ dây đến đâu thì mình làm đến từng khúc đó. Dạ. Dũng mình bơm hết cái này, Dũng đưa lại đây cái xe đây là hai cái này mình xe trước cái Dũng là cho có chỗ thôi kêu vô dân mình quá phải có mấy chỗ địa thế mới đi ấy mới cho vô mình vô dân quá rồi là như vậy đó còn mấy cái này làm sao đó Dũng này chưa mua. Những cái cảnh ở phía sau này thì trong video trước nhưng cũng đã có quay rồi có thể thì mọi người sẽ xem lại những cái video đó. Dạ thôi bây giờ mình lên phía trước hả thầy. Con xin đại diện con Trao Duyên ha. Thì hôm nay sau rất nhiều tháng dịch bệnh thì Nhân mới quay trở lại ngôi chùa Long Viên được. Đây là toàn bộ tịnh tài của quý Phật tử quý Mạnh Thường Quân đã gửi từ trước cái thời điểm và cũng như trong thời điểm dịch bệnh. Nhưng mà Nhân đã kẹt ở Sài Gòn rất là lâu rồi. Và cho đến đợt trở về thăm quê trong dịp Tết này thì Nhân mới quay trở lại chùa Long Viên được. Và con cho phép con xin được đọc danh sách của quý Phật tử quý Mạnh Thường Quân hả thầy. Nô Phật. Dạ. Danh sách quý Phật tử quý Mạnh Thường Quân phát tâm cúng dường xây sửa trùng tu lại chùa Long Viên ở Bến Tre. Xin chân thành cảm ơn Thanh Điền 100.000, Vương Ngọc Anh 200.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 200.000, Kim Bảo và Báo Quốc 400.000, Diệu Pháp Thủ Đức 200.000, Anh và Chính 200.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 99.999 đồng, chị Kiều Lệ Thủy 300.000. Phạm Thị Bình 300.000, Diệp Hoàng Tuấn sinh năm 1973 $100, Anh Hùng ở Canada $100, Phạm Quốc Dũng 500.000, Nguyễn Thanh Huy 200.000, vợ chồng Thủy Sinh 500.000, Nguyễn Ngọc Nuôi 200.000, Mạnh Thu Quân giấu tên 300.000, Mạnh Thu Quân giấu tên khác 1.500.000, Mạnh Thu Quân giấu tên 100, Ngô Thị Huyền Nga 500, Lê Hồng Anh 200, Trần Xuân Thẩm, gia đình Phật tử Trần Xuân Thẩm 800.000, Lê Anh Tuấn 300.000, Mạnh Thu Quân giấu tên 1.000.000, Anh Khôi ở Mỹ 1.000.000, Mạnh Thu Quân giấu tên 65.000, Phương Thảo 100.000, Nguyễn Thị Xuân 500.000, Lê Khắc Sinh 1.080.000, Phạm Thị Từ 500.000, Pháp Danh Tâm Thuần, Triệu Thi 1.000.000, Cố Trần Tú 2.000.000, Bùi Hoàng Tùng Liên ủng hộ 2 lần, 1 lần 200 và 1 lần 100. Công đức này thì cô Bùi Hoàng Tùng Liên xin hồi hướng về cho Lê Kim Quang. Chị Trần Mỹ Linh ủng hộ $2,000 và chị Linh Thông ủng hộ $100. Dạ như vậy thì tổng tịnh tài của quý Mạnh Thường Quân quý Phật tử đã ủng hộ là 66.945.000. Dạ thì đây là một cái duyên thì con xin đại diện, con được đại diện cho mọi người ở đây con trao gửi cái danh sách này trước. Đó là 66.945.000. Dạ. Còn đây là toàn bộ tịnh tài mà quý Mạnh Thường Quân con đã soạn sẵn ra. Dạ thì giờ con xin được đại diện con trao gửi cho nhà chùa mình có thể là tu sửa là được phần nào đó hả thầy. Mô Phật. Dạ mô Phật. Công đức của quý tử. Dạ. Đến đây thầy cũng chúc mừng được cái đầu năm mới. Quý vị cũng gửi về đây trước cũng xây dựng ngôi chùa tâm của Long Viên. Thầy cũng cầu nguyện chư Phật phù phương gia hộ cho quý vị được mà bình an đầu năm thương thới mình giỏi trong cuối năm. Di Đà Phật cầu chúc các vị bên đó gửi về, hai nữa là nhờ cái đoàn của huynh đến đây để tới lui với thầy cảm ơn công đức. Dạ
thì con cũng có lập danh sách rất là rõ rồi. Bình thường thì con sẽ in, nhưng mà do là con về quê, con quên mang cái tờ in về, cho nên cho con xin phép con viết tay lại. Thì con cũng viết rất là rõ ràng rồi. Mong là thầy sẽ cầu an cho tất cả quý mạnh thường quân, dạ, và cầu siêu cho gia quyến của mọi người. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thượng tọa, kính thưa quý Phật tử, ở đây có mặt hai em ở đây, thì tôi cũng xin thay mặt sư phụ cho phép để mà nói lên lời cảm tạ chân thành đối với quý Phật tử có lòng nghĩ đến chùa Long Viên, chúc tiền tài tình vật đến để mà sửa sang lại những gì của nhà chùa đã hư trong mấy năm qua. Bây giờ đây xin nguyện cầu tất cả chư Phật mười phương gia hộ cho quý Phật tử được là bình an, mạnh khỏe, mọi sự tốt lành đem đến cho quý Phật tử. Tất cả mọi khó khăn, hoạn nạn đều vượt qua. Và cũng nguyện cho Cụ Huyền Thất Tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thân bằng quyết thuộc đều được là sanh về cảnh giới an nhàn, an vui khi đã có lòng để phục vụ tịnh tài cho ngôi tam bảo. Đây là một cái sự tốt lành vô cùng. Quý Phật tử được như thế thì cũng không có gì tốt bằng. Cho nên hôm nay đại diện cho chùa Long Viên, trước là sư phụ, tôi cũng thành thật chân thành cảm tạ công đức của quý Phật tử này. Cũng chúc cho quý Phật tử năm mới được an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thân tâm cường tráng, có nhiều phước lành đem đến cái xui xẻo ra đi không ghé lại. Chúc cho quý Phật tử năm mới đây luôn luôn làm ăn phát đạt và mạnh khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thực sự là mỗi nơi con đến cũng là một cái duyên, và con rất là mừng khi mình cũng góp được một cái phần công sức vào việc trùng tu xây dựng lại những ngôi tam bảo á thầy. Dạ, thì con thấy là ở phía, đặc biệt là ở phía bên phải của chánh điện á, là đã rất là hư hỏng nặng rồi, cho nên là hy vọng một chút tịnh tài này có thể là sửa chữa được cái phần đó để cho các thầy có một nơi tu tập, với lại Phật tử cũng có một nơi đến đây chiêm bái nó được nó an toàn hơn. Dạ, chứ thực sự thì dột thấm với lại là xé phách như vậy con thấy nó nguy hiểm quá. Cho nên là thôi thì trong năm mới con cũng xin cầu chúc cho ngôi tam bảo của mình nó sớm được khang trang hơn, được vững chắc hơn. Dạ, là một nơi tu tập vững chắc cho mọi người đến đây để nương tựa vào Phật Pháp. Thì con cũng mong là thầy trụ trì, dạ, thầy cũng nhiều sức khỏe. Dạ, tại con thấy thì hôm nay đến đây mà gặp thầy như vậy qua mùa dịch là con cũng rất là mừng rồi. Dạ, con cũng cầu chúc cho quý thầy được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, xin cảm tạ công đức của quý Phật tử rất nhiều. Dạ. Dạ, chân thành cảm ơn.